Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một căn nhà giá rẻ, một căn nhà phố liền kề có phong thủy là hướng Nam, nằm ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng, hạ tầng hoàn thiện, đường nhựa, nước máy, vỉa hè cây xanh, pháp lý minh bạch rõ ràng. Căn nhà ngày hôm nay có hướng Nam, rất là mát mẻ anh chị nhé. Diện tích là ngang 4, dài 12,5, 1 trệt 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà tắm WC, sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ. Và căn này có giá rẻ chỉ có 1 tỷ 150 triệu bao thuế phí công chứng sang tên. Căn này thì nó cũng cũ rồi cho nên anh chị mình mua về mình phải sơn sửa lại, đề co lại. Nhưng mà nó chỉ có hơn 1 tỷ thôi cho nên là anh chị mình mua về mình ở cũng được anh chị nhé. Quan trọng là có sổ sách pháp lý đàng hoàng, sổ hồng riêng. Và căn này thì sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ rồi cho nên anh chị mình mua mình có thiếu tiền, mình kẹt vốn, mình lấy sổ mình vay ngân hàng nó cũng rất là dễ. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà tắm WC. Mình về mình sơn, mình sửa lại cho nó mới, nó đẹp lại rồi chúng ta dọn vào mình ở anh chị nhé. Khu này thì đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh. Và chúng ta tìm những cái căn nhà hơn 1 tỷ mà có sổ sách pháp lý đàng hoàng, chúng ta mua những căn như thế này chúng ta ở thì cũng khá là ok. Chỉ với 1 tỷ 150 triệu là bao trọn gói sang tên, không phát sinh chi phí anh chị nhé. Và nó cách với công viên 7 kỳ quan chỉ 200m. Trước nhà là đường nhựa sạch sẽ, thoáng mát. Căn này thì nó nằm ngay kế bên ngã ba nhưng mà không có bị dính đâm đường ngã ba, cho nên là không có bị lỗi phong thủy. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mình mua là công chứng liền tay. Quý anh chị theo dõi được video này của em thấy nó phù hợp với nhu cầu tài chính túi tiền của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline quen thuộc trên màn hình để mình xuống mình coi nhà thực tế và mình mua anh chị nhé. Căn này mình mua về mình sửa lại và mình ở.